Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Bảo Bối Ender. Trong tập phim Công tác đảo ngược phần 2 thì bọn mình có đọc được một bình luận của bạn Linh Linh là: mong anh chị làm bảo bối bình xịt hoàn hảo. Khi xịt lên cái gì thì cái đó đều trở nên hoàn hảo. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho bọn mình. Xin mời các bạn đón xem tập phim Bình xịt hoàn hảo. Hôm nay em muốn đi ăn gì đây? Ăn đòn hay tầm quấn nào? Ăn xong ta xách đít đi học luôn, không thì cô lại đánh đòn. Đói ra. Tới trường bỗng đói bụng ghê. Thấy mùi cóc ổi chúa khê trong vườn. Chúa khê á? Chúa khê là gì? Ui giời, chúa khê là khế chua ấy mày. Trình độ như thế thì bao giờ mới xem được rap Việt. Cô thương ở nhà có một mình, trồng cái vườn to nhay, ăn bao giờ mới hết. Thế thì chuyển thôi, vườn hoa quả đang đợi chúng ta. Yến, mày đi trông nhá. Ờ, sao lại là tao? Hậu đậu như mày chỉ có ngồi trông thôi, chứ trộm cắp cái gì? Này nhá, đây không phải là trộm cắp, đây chỉ là tỉa quả cho cô thương thôi, biết chưa? Thôi được rồi, chúng mày đi đi. Ở đây để tao lo, nhớ để phần cho tao quả ngon là được. Ok. Ok. Mày thì biết cái gì? Tao vặt khế bằng chân cậu này á, cô thương mới không phát hiện được ra dấu vân tay của tao. Ôi trời ơi, mấy cái đứa kia! Chúng mày làm cái gì đó? Chúng mày đứng lại cho tao! Nhanh nhanh! Con ơi, nhớ lấy câu này! Ăn trộm không khéo có ngày rụng răng! Ôi, tha cho con có biết gì đâu. Bạn con vặt quả nhà cô mà, nãy giờ con toàn ngủ thôi. Tha này, lên sau trường đi chưa? Ê chúng mày, sao con Hiền nó lâu đến thế nhở? Có khi nào cô Thương trói nó lại, không cho nó đi không? Con này mày giỏ à? Con Yến ngày nào nó chả đi muộn, có gì mà ngạc nhiên? Thưa cô, cho em vào lớp ạ. Hôm nay có chuyện nên em mới đến muộn ạ. Trong cái trường này có ai mà không biết cái tài đi muộn của em đâu. Đi vào trong lớp đi, vào số là vào số, không phải lý do lý chấu. Dạ vâng ạ. Đấy, em cứ gieo vần như cô dạy là thành thơ thôi, đơn giản lắm. Mỗi bạn đấy viết cho cô một bài thơ tự do, mai cô kiểm tra nhé. À, thầy Hải nhắc ngày mai có bài kiểm tra một tiết môn vẽ, các em nhớ mang màu và giấy đi nhé. Vâng ạ. Mà nó bị cô Thương bắt không? Có bị bắt không? Sao đi muộn thế? Nói nhanh đi, sốt hết cả ruột. Tại chúng mày ấy, chúng mày chạy ông rủ tao. Tao bị cô Thương vụn lăn hết cả đít đây này. Thế cô Thương có biết bọn tao đi cùng mày không? Không, biết mỗi tao thôi. Thế được rồi. Ngày mai có tận 2 bài kiểm tra. Theo như dự tính thì mình sẽ ăn 2 quả trứng ngỗng. Từ trước đến giờ mình chưa từng ăn 2 trứng ngỗng cùng một lúc. Mai mà bị thật chắc Thuân thất vọng về mình lắm. Không thể thế được. Ít nhất mình cũng phải được 1 con 1 và 1 con 0. Không thì 2 con 1. Như thế thì lại giỏi quá. Ôi dồi, con mới chả cái 2 con 1 là giỏi à. Ngày mai mà mày không được 2 con 1 thì đừng có về ăn cơm nữa biết chưa? Dạ vâng ạ. Dạ mấy con cái gì? Xuống nấu cơm nhanh. Vâng, con đi ngay đây ạ. Trời ơi, sao mà mình được điểm 10 được? Thế có mà siêu nhân à? À, Tuân cũng toàn được 10 mà. Đúng là cờ rớt của mình có khác. Ước gì mai mình cũng được 10 nhở? Ước... À, mình có túi vịt bối bối mà nhở? Dễ. Ước gì mình biết vẽ đẹp, đọc thơ hay để mai được 10 điểm kiểm tra. Bình xịt hoàn hảo. Cách dùng: chỉ cần xịt lên bất kỳ thứ gì, thứ
thứ đó sẽ trở nên hoàn hảo. Lưu ý, sự hoàn hảo chỉ có tác dụng với những người xung quanh, không có tác dụng với người xịt. Ôi giời, cái gì mà lạnh thế? Liệu có thật không nhở? Sao cứ thấy nghi nghi ta? À đúng rồi, trước giờ mẹ mình chưa bao giờ khen mình nấu ăn ngon. Bây giờ mình dùng bảo bối này, nếu mà mẹ khen mình nấu ăn ngon, tức là bảo bối có hiệu nghiệm. Giời ơi, sao công nhão thế này? Nhưng mà không sao, mình có bình xịt hoàn hảo rồi. Cậu mong lấy hiệu nghiệm. Sao mà mặn thế? Bảo bối đảo à? Nào, để mẹ xem hôm nay con gái mẹ nấu cơm ngon không nhá. Chết tôi rồi, lại chuẩn bị nghe một bài ca hết bữa cơm. Ơ cái con này, đâm cho mẹ bát cơm, đứng ở đây làm gì? Cơm nhão thế này thì chết. Nhanh lên cái con này. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ cố ăn cơm con nấu hơi mềm một xíu rồi. Ôi dồi ôi, cái này mà là cơm à? Trứng thì đen xì xì. Ngồi xuống ăn đi cho đứng với mắt tao. Con gái con nướng. Ơ cơm hôm nay ngon thế nhở? Trứng cũng mềm mềm đậm vị nữa. Ôi sao lại có sự kết hợp hoàn hảo như thế này nhở? Ôi mẹ ơi, trứng không mặn à mẹ? Không con, trứng vừa vặn ngon lắm. Từ bé giờ mẹ chưa được ăn món trứng nào ngon như ngon cả. Thế là bảo bối có hiệu nghiệm rồi. Vì nếu ăn giỏi như này mà mẹ khen ngon thì đúng là nhờ vào bối chứ còn gì nữa. Ơ, thế không ăn cơm mà con ơi. Thôi, mẹ ăn đi nhá. Con không ăn nổi đâu, con nhường hết cho mẹ đấy. Ơ cái con này, cơm ngon thế này mà bảo không ăn nổi là thế nào? Cứ thấy mẹ thích là nhường thôi. Còn mấy cái, có hiếu thế chứ nhỉ? Đề bài hôm nay rất đơn giản. Các em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của mình. Chúng ta có 45 phút để làm bài. Các em làm bài đi. Vâng ạ. Mình sẽ vẽ mình đang đứng trên sân khấu đang quang hậu Hoàn Vũ và đội Vương Miện. Ôi ước mơ ngàn năm. Mình ước được làm cướp biển để chào một thuyền đầy vàng. Độc đứng ở trên sân khấu hát rap là ước mơ lớn nhất của mình. Mình có ước mơ gì cao sang đâu, ước mơ của mình chính là Tân. Chí khôn của ta đây. Mày vừa làm cái gì đấy? Không lo vẽ đi. Ui giời, lo gì? Tao vẽ vài năm nữa là xong. Tí ấy, còn được 10 cơ. Nghe thế cô á. Hết giờ làm bài rồi. Bạn Ánh đứng dậy thu bài giúp thầy nhá. Vâng ạ. Bây giờ thầy sẽ chấm bài cho các bạn luôn nhá. Em Hoàng, em sở thích giúp thầy ước mơ của em là cái gì đấy? Dạ, thưa thầy, ước mơ của em được nón vàng chương trình rap Việt thầy ạ. Thầy có muốn nghe em rap một bài không? Ôi, thôi, không cần đâu. Thầy đánh giá cao ước mơ của em đấy. Nhưng mà, vẽ xấu quá. 4 điểm nhá. Ô, Hòa, ước mơ của em là đi buôn bán vàng em? Dạ không ạ, ước mơ của em là trở thành cướp biển và cướp thật nhiều vàng ạ. Ai dạy em ước cái kiểu đấy hả? Ước thế mà ước à? Ai lại đi ước mình trở thành tội phạm trộm cắp cơ chứ? Hoa, 1 điểm. Ơ, Ánh, ước mơ của em là làm công an hả em? Không thầy, em là người bị còng tay đi ạ. Cuộc đời mà, ai rồi cũng phải đi tù thôi thầy. Không được chấp nhận được. Ánh, 0 điểm. Nam làm bác sĩ à? Được đấy, 8 điểm nhá.
Ui giời ơi, điểm của mày á, nhấn 4 lên thì mới bằng điểm của tao. Cháu biết này em. Thế thì lần sau đừng có mơ tao cho sang hát karaoke nhá. Ây, Hoài, mồm tao này nó hư quá. Ui giời, tao xin lỗi mày nhá. Xin lỗi cục cức. Tôi đang chấm bài mà các cậu cứ mất trật tự đấy nhở. Trừ mỗi cậu 1 điểm. Hoàng, 3 điểm. Hòa, 0. Ơ, Yến, em vẽ cái gì đây? Này, mày bảo thầy không cần chấm, cho luôn chứng đống là được. Dạ thầy, ước mơ của em là... Yến, em đúng là thiên tài hội họa. Thầy thấy trong bài vẽ của em có ước mơ, từng nét vẽ có sự khát khao cháy bỏng. Thầy hiểu được nỗi lòng của em. Em đã thể hiện bài vẽ rất tốt. Yến, em muốn làm con trai đúng không? Em muốn chuyển giới đúng không? Dạ không ạ, mọi chuyện không phải như thầy nghĩ đâu ạ. Thầy hiểu mà. Em đã vẽ đẹp, lại còn dám sống với chính mình nữa. Em xứng đáng được 10 điểm. Bài của em, thầy sẽ đem cất để mai thầy đăng ký dự thi tranh quốc tế. Em đúng là cho thầy mở rộng tầm mắt. Cảm ơn em. Thầy cảm ơn em, thì em cũng cảm ơn thầy ạ. Này, mày dùng cái gì ấy? Hay là mày đi photo à? Sao thầy giáo khen mày ghê thế? Đúng, nói nhanh ý, đừng có lừa bọn này. Tao á, vẽ đẹp là do bẩm sinh. Chúng mày á, đừng có mà ghen tị. Hết tiết rồi nhá, các em ra chơi đi. Vâng ạ. Có gì mơ ám mà. Kem đã sẵn sàng trả bài làm thơ cho nhỉ? Ai xung phong, cô cộng cho thêm 1 điểm nữa nhé. Uầy, được cộng 1 điểm. Thế thì thành 11 điểm à? Thế Tuân cũng yêu mình luôn đấy chứ. Mình đọc bừa một bài thơ trên mạng, kiểu gì cũng thấy hay. Dạ thôi cô em xung phong ạ. Kiếp nạn thứ 82 của Yến Đơ bắt đầu. Bước tới đèo ngang, bỗng mắc tè. Cỏ cây không có, lấy gì che? Lom khom dưới núi, tìm nhà xí. Nhà xí đang xây, không thể tè. Thế cô đọc xong rồi ạ? Cô đang đọc cái quái gì thế hả? Cô định trêu tức tôi à? Ai dạy cô làm thơ như thế hả? Chết rồi, sao cái này? Bảo bố đèo à, bảo bố ơi, sao cô lại không thấy hay? Cô ơi, cái gì mà em không điểm về chỗ học hành như thế đấy à? Cô lại phải cho được mấy năm mới khá lên được. À cô ơi, cô nói ai xung phong là được cộng 1 điểm, em được không cộng 1 phải được 1 điểm chứ ạ? À? Cô còn dám trả treo với tôi à? Mày ơi về đi, đợi phần người khác à? Cô chắc không tức thì cô đứng đi mà nói nữa. Yến, sao buồn thế? Vui lên đi, nay được 10 còn gì? Mày im, sao cô động vào nỗi đau của nó thế? Bảo bối sao thế nhở? Rõ ràng đã thử thành công rồi mà sao đọc thơ cô Trang lại giận? Cô nổi giận ấy là bởi vì bọn tao đánh cháo vào bối của mày mà. Chúa, hóa ra là mày, tao bật đèn mày này. Mày biết gì vui hơn nữa không? Thế lại có chuyện gì nữa? Đấy là bình xịt của mày ấy, chỉ có tác dụng trong vòng 12 tiếng thôi. Mai thầy giáo ấy mà nộp bài dự thi của mày, không biết thầy giáo sẽ tức thế nào nhỉ? Ai bắt điểm cao hơn bọn tao cơ? Dạ, thưa thầy em nghe ạ. Cậu vừa làm cái trò gì đấy hả? Cuộc thi vẽ tranh bộ mặt của nhà trường mà cậu gửi cái bài gì đấy kìa? Người ta đang cười vào mặt tôi kìa. Trả lời tin nhắn ngay cho tôi. Dạ, vâng, em xin mời ạ. Ôi dồi ôi.